Xin chào các bạn đã đến với xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hôm nay Inox Thanh Hưng sẽ giới thiệu với các bạn một cái quy trình gia công sản xuất một cái máy trộn dạng lồng quay với dung tích lớn. Cái máy trộn dạng lồng quay này sẽ có cái dung tích của nó lên tới 1.500 lít. Và cái kích thước của cái thùng trộn này các bạn nhìn thấy nó rất lớn. Kích thước của nó là 1.100 nhân với 1.800, có nghĩa là cái đường kính của cái thùng trộn này lên tới 1m1 và cái chiều dài của cái thùng trộn này là 1m8. Toàn bộ cái thùng trộn này là được làm bằng inox 304 và các bạn thấy là sẽ được gia cố thêm cái sắt miếng, sắt tấm dày và có cửa sổ mở đằng sau của cái thùng trộn này. Cái thùng trộn này thì chúng tôi đã làm xong cái phần thùng và đang lên khung. Motor thì motor giảm tốc 2HP là cũng đã được đặt ở đằng sau cái máy này đây. Và đặc biệt ở đây là chúng tôi sẽ gia công theo yêu cầu của khách hàng, là sẽ có một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài cái thùng trộn này. Cái lớp bảo vệ bên ngoài này thì sẽ được làm bằng inox 430 và dày 1 ly. Cái lắp này thì cũng sẽ được tháo rời. Và khi mà các bạn cần vệ sinh, cần nhấc nó ra thì các bạn chỉ cần mở các cái con ốc và các bạn tháo ra một cách dễ dàng, rất là dày dặn. Cái chân khung của cái máy này sẽ được làm bằng khung vuông 50x50 và dày 1,5 ly, rất là chắc chắn và cứng. Thiết kế cái chân của nó để lưng đỡ cái tải trọng lớn của máy ạ. Và máy bây giờ thì đã làm xong rồi và chúng tôi là đang vệ sinh máy và chuẩn bị để test máy ạ. Máy này thì sẽ có 4 bánh xe, các bạn thấy là bánh xe của nó cũng rất là lớn, có 4 bánh xe để các bạn di chuyển một cách dễ dàng dù là cái dung tích này nó lớn. Có một cái phễu để lấy nguyên liệu vào cũng như là sẽ có một cái bậc thang rời. Để khi mà các bạn lấy nguyên liệu đưa vào trong máy này để trộn thì các bạn sẽ bước lên bậc thang đấy để đổ cái phễu ở bên trên đấy ạ. Vì máy rất là cao, nếu như không làm bậc thang như thế này thì các bạn đổ lên trên cái phễu này rất là khó. Và đây chính là một cái máy đã hoàn thiện xong, đã vệ sinh xong, đã hoàn thiện xong. Và bây giờ chúng tôi là chuẩn bị test điện cho cái máy này. Cái máy này thì sẽ có, và đây là cái bảng tủ điện, sẽ có công tắc tắt mở. Khi mà có nguồn điện vào rồi thì cái đèn sẽ báo sáng. Và lúc đấy các bạn chỉ việc bật công tắc lên và điều chỉnh cái biến tần nhanh chậm tùy theo cái yêu cầu của các bạn thì là máy sẽ hoạt động. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái loại máy trộn dạng lồng quay như thế này thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238. Hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đến với Inox Thanh Hưng thì lúc nào các bạn sẽ nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất. Và chúng bên chúng tôi là đã có rất nhiều năm kinh nghiệm để sản xuất các cái loại máy móc công nghiệp như thế này ạ.